Rồi, hello, xin chào anh em ha. Ngày hôm nay tham quan trại gia công số 2 anh em. Thì đợt này lên cũng nhiều á, cỡ được chục con á anh em. Thì đợt này anh mở rộng chuồng thêm nè. Cái đám này lên nè anh em. Đám gà khác chỉ lại đều dương trắng nó lên. Còn vàng bên đây là gà tơ. Đây là khu nuôi nhốt gà tơ và cỡ 3-4 tháng anh em. Để xíu nữa đi, xíu nữa mình quay chi tiết cho anh em. Rồi, anh em đi qua đây. Có mấy khác body đẹp ghê. Không. Kiểu đang bung hình anh em. Ở sau này có cây cối với lại an ninh nó ok nữa. Ồ, gà la rùm quá. Ở mé vàng trong là chuồng bay anh em. Cho gà nó phát triển phun sương rồi, ok nhất. Còn ở giữa này có trồng cỏ nè, cho nó mát. Trưa nào cũng có tưới cỏ anh em. Đục. Đây đều trắng trắng đẹp anh em. Bốn đều trắng trắng mình thường giao nè. Ờ, bên kia có đều chân vàng thật bén nữa kìa. Phía xa. Ồ, ờ, có gà khác này lên cũng ngon. Gà khác gỡ ký ba mấy vậy. Đi, anh em qua đây. Thì cái vàng chuồng này, vàng chuồng này làm kích thước ngang 2m nha. Cao cũng 2m luôn. Cái cửa riêng anh đặt riêng. Còn cái ở giữa thì anh làm anh làm theo, anh có dàn giáo sẵn đó anh em. Rồi anh ráp vô anh làm. Đó. Đó. Bên đây chủ yếu là khô ráo với lại lông cát. Cho gà nó ba nhảy thoải mái. Anh em nuôi cát biển yên tâm lắm, không có sợ bệnh. Ít bệnh lắm. Đây. Anh em đi theo bảo ha. Có gà xanh nè anh em. Để bỏ quay 0.5 cho anh em coi rõ hơn nha. Chứ đây 1 chấm nhiều khi nó không có rõ, nhìn không có rõ ha. Đấy. Đục, đợt này lên quá trời. Bốn người khác cũng bảo nè anh em. Đấy. Này bằng gà lá chân vàng. Đây còn gà xanh nữa nè. Rồi anh em đi lại sao anh em coi. Đây. Đây đám gà tơ với lại thả mấy gà con đi vòng chân. Trưa nào anh cũng tưới nước hết anh em. Cho tình trạng mà sốc nhiệt hay gì. Gà nào không biết nè. Chép phải gà mình. À, nhiều khi cũng có mấy ông anh ổng gỡ gà trong đây. Nó một hai con này chứ đâu gỡ nhiều đâu. Tại vì chủ yếu là tập trung nuôi cho mình mà. Gà tơ nè. Chỉ 2 tháng nữa đi rồi bung hình ra. 2-3 tháng nữa. Một con gà này giống té gió lắm rồi. Nó đi nó sùm sùm này, y như té gió. Anh em nuôi gà nhiều anh em biết. Nhìn từ từ biết. Đều im trắng nè. Tướng body nè. Quá đã luôn. Rồi bây giờ bỏ sẽ quay những cái con mà đẹp đẹp cho anh em coi ha. Thank you.
cà mới về tới nhà là có mấy ông anh ở bên trưởng bàn qua xăng rồi anh em. Thì mấy ông anh này kiếm mì ăn liền, mình cũng không có gấp, để mình nuôi lại vài bữa nữa. Dạ, quay sờ mấy em đó cho anh em coi nè. Chuyến này đi được về được 9 con anh em. Chuyến này bảo không có dọn mồng dọn tích gì ha. Để riêng cho anh em về anh em tự dọn tùy sở thích. Mấy em đều chim trắng nhìn đẹp trai lắm nè. Không, nãy ở trên kia thì nhiều khi lu bu quay chi tiết không được, về đây quay thoải mái anh em. Đó thì tùy duyên ha anh em, ai mình cũng đối xử với nhau hết rồi, ai mình cũng rất là tôn trọng. Anh em nào mến mình bắt trước thì mình giao trước thôi. Rồi, ok, tạm biệt anh em ha.